Hello tất cả các anh em nhé. Mình đang uống cái tê bằng của Sinh Pha Quảng Đông, màu vân gỗ của nó thì vàng óng, đẹp tuyệt vời. Đây anh em nhìn bề mặt này. Đấy. Hôm này thì dạo này ở Hà Nội mình đang mua là 165k 1 kg nhé. Cái nhôm này của nó đắt lắm. Thường thường bao giờ cũng gấp rưỡi đối với cái nhôm màu nâu cà phê nhỉ. Tại vì nó phải dùng với cái công nghệ phủ phim vân gỗ. Tức là một lần đầu nó đã sơn rồi xong lại còn phủ phim vân gỗ nữa, lại một công đoạn nữa. Cho nên nhôm này bao giờ cũng đắt hơn là nhôm màu cà phê. Và nó đắt hơn rất nhiều. Cho nên là uống cái loại này phải rất cẩn thận đấy, nhầm cái là mất nhiều tiền lắm. Thì bạn khách hàng này là bạn ấy ở tận Ba Vì nhá. Ba Vì Hà Nội, bạn ấy đã gửi mình cũng uốn và gia công rất nhiều rồi. Mặc dù ở trên gần chỗ bạn ấy cũng có người uốn vòm nhưng mà bạn thử uốn rồi cho nên là chắc là không đạt yêu cầu. Cho nên là bạn toàn gửi xuống đây cho mình uốn và gia công luôn nhá. Đấy. Bề mặt của nó vàng óng rất là đẹp. Thì bạn ấy có gửi dưỡng về cho mình thì mình đang uống cái tê, cái vòm bên trong trước nhá. Đấy, đường kính của cái vòm bên trong là mình cho bằng nửa cái đường kính ở bên ngoài. Nó rơi vào 75 phân đường kính. Bạn nào có nhu cầu uống vòm hoặc gia công thành phẩm thì cứ gửi mình nhá, mình uống cho rồi. Mình cắt thành phẩm và mình ship đến tận giường cho nhá. Có một số bạn trong Nam cũng hay đặt hàng mình lắm đấy. Nhưng mà thường mà đi vào trong Nam hoặc là đi một số nơi xa xa ấy thì cũng không không nên vào kính. Mình chỉ gia công cho phần nhôm thôi, về anh em tự vào kính thì nó đỡ tiền vận chuyển, mới đỡ đỡ tiền vận đỡ cái tiền ship đi. Khi có kính vào là nó tính cước cao lắm. Thứ hai là mình còn phải làm thêm cái đóng hòm gỗ bên ngoài để chống sốc cho nó nữa, thành ra nó chi phí nó sẽ bị cao lên anh em ạ. Mình làm nhôm lâu năm rồi nhưng mà mình va chạm cũng nhiều với màu nhôm vân gỗ. Nhưng mà phải nói là màu nhôm vân gỗ của cái thằng Sinh Pha Quảng Đông này nó cũng gần như là số 1 đấy. Nếu mà nó là số 2 thì chẳng ai số 1. Đó, nó ở cái thể loại như thế. Đấy, mặc dù uống xong thì mình cũng đến cái vạch trắng trắng thôi, mình cắt mình dùng đến thế thôi. Thế nhưng mà cũng phải uống cả một đoạn dài và cái đề xê thừa thì bỏ. Mà anh em có mang nhôm đến thì bao giờ cắt dư cho mình ra mỗi đầu khoảng 30 phân nha. Tại vì cái trục quả lô uốn ấy là nó hai trục nó xa nhau, kia nó phải có cái phần thừa để gác lên để trước khi uốn nha. Cho nên là khi làm được cái vòm thành phẩm nó nhìn nó nhỏ nhỏ thế chẳng hạn, nhưng mà nó bỏ đầu bỏ đuôi cũng rất là lãng phí nha, và nó mất nhiều nhôm DC lắm. Mà nhôm này DC thì lại cũng giá cũng cao nữa, toàn 165k trên một cân thôi. Ê, trả bù cho anh em làm nhôm thẳng thì nó cũng có DC nhưng mà nó không đáng kể như là DC của sản xuất cửa vòm nha. Cửa vòm này lắm lúc mà tốn DC lắm mà phải chấp nhận là hy sinh DC. Anh em và quý khách hàng nào có nhu cầu thì cứ để lại comment với anh áo đen nhá. Kết nối hồ sơ để mình sẽ phục vụ nhá. Đây bạn này bạn gửi 3 cái vòm, mà trong đó là vòm trong vòm nha, hình mặt trời, sau đó lại chia tia 3 tia nữa. Thì ba cái vòm bên trong là mình uốn theo R thì mình cứ uốn trước cũng được, không ảnh hưởng gì. Còn ba cái vòng bên ngoài thì mình sẽ uốn theo dưỡng. Đấy anh em nhìn nè, để C cắt bỏ đi rất là nhiều, không bỏ không được.
Đấy, màu vàng, óng mượt như tơ, đẹp tuyệt vời. Đấy anh em hình dung nhỉ, lấy mỗi tí nhân ở giữa thôi nhá. Rồi, lại tạm biệt anh em ở đây nhá. Ai xem thì cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhá. Xin chào.